nụ cười bí hiểm của Phan Quốc Việt và những điều Tô Lâm cố ý giả vờ không biết. Sau phiên tòa của Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội, xét xử Phan Quốc Việt và đồng bọn liên quan đến việc nghiên cứu sản xuất thử nghiệm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á và Học viện Quân y. Theo giới quan sát rõ ràng, vụ Việt Á đã tù mù ngay từ khâu điều tra. Cụ thể, trong vụ án này, cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng đã đưa ra kết luận hoàn toàn khác so với kết luận điều tra của Bộ Công an phía quân đội xác định sản phẩm kit test do bà Hồ Thị Thanh Thủy, vợ ông Phan Quốc Việt đã nghiên cứu dựa trên dữ liệu trên mạng Internet và Học viện Quân y đã sử dụng sản phẩm này để lĩnh tiền, chứ không hề nghiên cứu. Ngược lại, cơ quan điều tra Bộ Công an để cho rằng Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty Việt Á đã biến kit xét nghiệm test từ sản phẩm thuộc sở hữu của nhà nước, tức là kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y thành sản phẩm thuộc sở hữu của công ty Việt Á. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm lữ đoàn đặc nhiệm K3, đơn vị tình báo hành động chủ công của Tổng cục 3. Điều này cho thấy Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là TC2, chắc chắn đã theo dõi rất sát sao vụ án này ngay từ ban đầu. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã quá chủ quan, tự tung, tự tác để múa rìu qua mắt thợ. Do vậy, đại án Việt Á nếu thực sự thông minh, truy tố đúng người, thì cần phải trả lại hồ sơ cho Bộ Công an để mà điều tra lại. Nếu điều đó xảy ra thì chính là một cái tát trời giáng vào mặt ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô lầm, Phiên tòa xét xử Phan Quốc Việt và đồng bọn trong vụ án liên quan đến Học viện Quân y đã cho thấy toán quân sự đã làm rõ sự thật nhơ nhúc của truyền thông và các thông tin của Bộ Công an đưa ra không phải thông tin nào cũng đúng với sự thật. Cụ thể, tuần Việt Nam vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 đã cho biết như sau. Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y khi ấy, nói đây là đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia. Thành công của đề tài đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn trong tình hình dịch COVID-19 đang lan tràn trên toàn cầu. Ông Quyết tự hào rằng lần đầu tiên Việt Nam đã có bộ kit xét nghiệm do chính Việt Nam sản xuất với số lượng lớn, chất lượng tốt hơn tương đương với chất lượng bộ kit xét nghiệm Việt Nam sử dụng của thế giới. Nhưng rõ ràng trên thực tế, qua phiên tòa của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội cho thấy Học viện quân y không hề có một kết quả nghiên cứu đánh giá nào cả. Thay vào đó là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học này từ nghiên cứu cá nhân của vợ ông Phan Quốc Việt. Thật kỳ lạ, sản phẩm kết xét nghiệm của bà Hồ Thị Thanh Thủy, vợ ông Phan Quốc Việt tốt hơn hẳn so với kết quả nghiên cứu của Học viện quân y với kinh phí ngân sách lên đến 18,8 tỷ đồng. Đây chính là tiền ngân sách của nhà nước, tức là tiền của thuế của dân. Hình ảnh nụ cười rất bí hiểm của bị cáo Phan Quốc Việt tại tòa nỗi kinh hoàng của nhiều quan chức. Qua kết quả lừa dối như vậy, cuối cùng thì ngày 2 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam đã ra quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu kết quả giai đoạn 1. Sau đó hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đã thông qua quy trình do Học viện Quân y cung cấp từ Bộ Kích xét của Việt Á để đề nghị Bộ Y tế xem xét cấp phép sử dụng để phòng chống dịch. Ngay sau đó vào ngày 4 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế lập tức có quyết định cấp số đăng ký tạm thời để sử dụng trong xét nghiệm sàng lọc. Tại sao Bộ Công an sau một quá trình điều tra lại hoàn toàn không hay biết những chuyện này? Đây là câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Công luận cũng cho rằng phiên tòa của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội xét xử Phạm Quốc Việt mới chỉ là phiên tòa sơ thẩm, sau đó còn sẽ có phiên phúc thẩm. Đó là chưa kể tới sẽ có hàng loạt các vụ án khác mà Phan Quốc Việt còn tiếp tục phải hầu tòa, nhất là vụ hối lộ trong việc bán ký xét nghiệm cho CDC các tỉnh thành trong cả nước do đó người dân sẽ còn có rất nhiều cơ hội để biết thêm thông tin từng bị Bộ Công an bừng bít ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Câu hỏi đặt ra là Phan Quốc Việt và các cổ đông ban đầu chỉ sở hữu có 20% cổ phần của công ty Việt Á. Vậy thì 80% sở hữu của Việt Á còn lại là của ai? Vì sao Bộ Công an không công khai cho công luật được rõ đây là ai, người nắm giữ cổ phần? Điều vừa kể trên liên quan gì đến việc báo chí chính phủ online vừa đưa tin với tiêu đề Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm lữ đoàn đặc nhiệm K3, đơn vị tình báo hành động chủ công của Tổng cục 2. Bản tin cũng cho biết, vào ngày 21 tháng 12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã trung nghĩa Việt Nam tới thăm và động viên cán bộ chiến sĩ lữ đoàn trinh sát đặc biệt K3. Đây là một trong những đơn vị tình báo hành động chủ công của Tổng cục 2. Cùng đi với Chủ tịch Võ Văn Thưởng có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng các đồng chí ủy viên trung ương đảng khác rõ ràng với sự giám sát chặt chẽ của tổ hai tổng cục tình báo quân đội thì những việc bộ công an vẫn cố tình giấu kín vì một bí mật nhạy cảm nào đó có thể sẽ lộ ra nhưng đừng quên xuyên suốt quá trình xét xử của toán quân đội là nụ cười bí hiểm của phan quốc việt đó là nỗi kinh hoàng của rất nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao tại ba đình kể cả người đứng đầu đảng cộng sản việt nam chúng ta hãy cùng Chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Nụ cười bí hiểm của Phan Quốc Việt và những điều Tô Lâm cố ý giả vờ không biết. Sử dụng chùa Ba Vàng để bôi nhọ Phật giáo, chủ trương lớn của chính quyền Việt Nam ra sao? Ở Việt Nam hiện nay, Hồ Chí Minh không được xem là một nhân vật lịch sử thuần túy mà đang được Đảng Cộng sản Việt Nam dùng chính quyền của họ thần thánh hóa nó lên. Đảng muốn đưa hình ảnh ông Hồ hiện diện trong không gian tâm linh của tất cả các đền, chùa cũng như mọi gia đình ở Việt Nam. Chúa Ba Vàng, một nơi đang lạm dụng mê tín, làm cố, cố ý làm ô uế Phật Pháp đã bị cảnh báo thường xuyên trên các trang mạng xã hội nhiều năm qua. Dư luận cho rằng đó là một chủ trương của Đảng và nhà nước Việt Nam. Hình ảnh Phật tử chen chân đi chiêm bái xá lợi tóc Phật ở chùa Ba Vàng. Facebook Nguyễn Lê Anh trong một status với tiêu đề Nhàm hiểm đã cảnh báo như sau. Sự kiện mang cỏ Pili ra để mà tuyên truyền nhảm nhí về niềm tin vào Phật giáo cho thấy bản chất của Phật giáo chỉ là lừa đảo, công nghệ lừa đảo của Phật giáo rất tinh vi và cả chớn. Tuy nhiên, Phật giáo khó mà thoát khỏi lưới pháp luật. Trong khi sư Thích Trúc Thái Minh mô tả như sau, xá lợi tóc chính là tám sợi tóc mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã tự tay nhổ trên đầu mình, đưa cho hai người đệ tử tại gia đầu tiên được gìn giữ và phụng thờ hơn 2.600 năm qua ở Miến Điện. Được biết liên quan đến vụ việc này, tờ báo Thanh Niên vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 đã đưa tin hàng vạn người chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng. Bản tin cho biết xá lợi tóc của Đức Phật có khả năng chuyển động như một vật thể sống. Xá lợi tóc có hình dạng giống như sợi tóc bình thường nhưng lại uyển chuyển qua chuyển lại quay qua quay lại, quay tròn, cong lên rồi cụp xuống mà không hề có một sự tác động nào. Thậm chí khi gặp vật cản, sợi tóc cũng có thể tự bật ra ngoài. Nhưng ngay sau đó trên mạng xã hội, nhiều người đã phát hiện cọng xá lợi lông mà sư Thích Trúc Thái Minh quảng bá chỉ là sản phẩm tương tự cái gọi là xá lợi tóc đang giao bán đầy trên eBay với giá chỉ có 48 đô la. Trang Facebook dân luận thì bình luận như sau: "Chỉ với 500.000 đồng tức là 20 đô la là thích trúc Thái Minh có thể sở hữu một sợi tóc tự chuyển động của Phật trên Shopee, rồi đưa về chùa Ba Vàng cho đàn đàn lũ lũ con nhan đệ tử đến chiêm bái thu tiền. Chỉ riêng tiền bán hoa, nhang thôi là Thái Minh đã kiếm bộn từ lũ vô minh rồi. Tuy vậy, ngay sau đó trong bản giải trình gửi Ban trị sự giáo hội Phật giáo đêm ngày 30 tháng 12, Sư Thích Trúc Thái Minh viết như sau. Việc cho rằng chúa Ba Vàng mua cỏ Pili làm xá lợi giả để lừa đảo là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của nhà chùa. Một bàn thờ ông Hồ Chí Minh trong cuộc thi trang trí bàn thờ Bắc Hồ do Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Được biết, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có hành động được cho là bật đèn xanh để giải vây giúp Thích Trúc Thái Minh. Theo tờ báo Sinh New vào hôm 30 tháng 12, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Giáo hội Phật giáo thẩm định nguồn gốc của xá lợi tóc đức Phật được trưng bày tại Chùa Ba Vàng và có thông tin chính thức về vụ việc. Nhưng hành động này lại được đánh giá chỉ mang tính vuốt đuôi. Công luận hết sức bức xúc và đặt câu hỏi là tại sao vào tháng 7 năm 2019, sau vụ bê bối tổ chức các hoạt động giải vong báo oán, oan gia trái chủ hay giải nghiệp của chỗ Ba Vàng, Sư Thích Trúc Thái Minh đã bị bãi tất cả các chức vụ trong giáo hội Phật giáo và bị kỷ luật bằng hình thức sám hối. Vậy vì sao nhà sư này vẫn được yêu ái làm trụ trì chú Ba Vàng nếu không phải là theo sự phân công của tổ chức. Nhà báo Nguyễn Thông có một status bình luận về vụ việc này trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề Thời mặt Pháp hay là xuống dốc không phành. Nguyễn Thông nhận xét rằng vụ xá lị ở Chùa Ba Vàng có rất nhiều chuyện cần nói và có một số điều cần phải nói thẳng ra như thế này. Kẻ diễn trò đám sư hư Chùa Ba Vàng coi xã hội có pháp luật như trốn không người. Đem vào đem ra công khai và bí mật lý do, lý chấu giống như ngồi xổm trên pháp luật, không ai làm gì được nó. Nếu cho rằng xứ này có tự do tôn giáo thì đây là biểu hiện cụ thể, chỉ có điều tự do làm sự nhố nhằng. Trong vụ xá lị ba vàng, đáng lên án nhất là chúng lôi Phật giao làm trò. Trước khi nào Phật bị diễu cợt, bỉ bôi, mất danh giá trong dư luận xã hội như lần này, đau nhất là sự hạ bệ ấy lại chính do những kẻ mượn mồ Phật núp gióng bóng cửa thiền thực hiện cần kỷ luật thật nghiêm khắc ban tôn giáo chính phủ. Họ đã là đổ bị thịt, không làm gì suốt thời gian dài nhố, với những trò nhố nhăng diễn ra, cho tới khi giật mình hoảng hốt, sau đó lại còn đổ cho trách nhiệm cho địa phương. Vậy các ông bà lĩnh lương ngồi đó để làm gì? Ảnh chụp màn hình trang eBay bán đầy xá lị lông, giá chỉ có 48 đô la mỗi sợi. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính đưa ra một nhận xét đáng chú ý cho rằng, trong khi đó thì sắc mình khá tự tin cho rằng mình đã thỉnh được xá lợi tóc xịn và tố cáo hành vi vu khống những ai cho rằng sắc dùng cỏ pili để fake xá lợi thật. Điều đó cho thấy có chủ trương sử dụng chùa ba vàng của sư Thích Trúc Thái Minh để mà tuyên truyền sự nhảm nhí về Phật giáo. Qua đó để người dân thấy Phật giáo là lừa đảo, khiến dân mất niềm tin. Đây có thể là một chủ trương xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ. Sư Thích Trúc Thái Minh chỉ là một con tốt trong bàn cờ nhằm hạ bệ các tôn giáo khác xuống để đưa cái gọi là đạo Bác Hồ lên vị trí thống soái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể Báo .d ngày hôm nay với bản tin sử dụng chú ba vàng để bôi nhọ Phật pháp chủ trương lớn của chính quyền Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thầy Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.